chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Khoảng cách xa nhất, khoảng cách xa nhất. Tập 15. Bác sĩ Tần. Sếp Dương. Tôi đến khám sức khỏe. Khám sức khỏe thì phải tới khoa khám bệnh chứ. Nhưng chủ yếu là tôi thấy tim không được khỏe. Chẳng phải cậu là chuyên gia trong lĩnh vực này sao? Tôi thấy bệnh tim chỉ có cậu mới chữa được. Huyết áp bình thường, tim cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao gần đây tôi luôn thấy ngực, khó thở nhỉ? Có phải có tâm sự gì không? Chú ý nghỉ ngơi nhiều là được. Nói vậy cũng có lý. Chỉ là gần đây tôi hay là có một cái kim chọc vào tim tôi, khiến tôi rất khó chịu. Vậy tôi lấy số khám bệnh khoa tâm cũng lý chưa cho chắc. Anh nhé. Cũng có thể là cái kim đó ở ngay trong mắt tôi thì sao? Thêm khoa mắt cho anh nữa nhé. Bác sĩ Tần này, trước khi tới đây, tôi đã điều tra về tư liệu của cậu. Tôi rất khâm phục cậu. Cậu nặng tình cảm, chung thủy, hoài cổ như thế, nên tôi càng muốn hỏi cậu. Mễ tố ở trong lòng cậu quan trọng như thế, cậu thực sự chứa nộp Tô Doanh thật sao? Chuyện này không liên quan tới anh thì nếu phải. Cậu chỉ đơn giản coi Tô Doanh là vật thay thế trong tình cảm thì nhanh chóng rời xa cô ấy đi. Dù gì cậu cũng chỉ là đường trong cuộc sống của cô ấy. Bây giờ người qua đường là anh, không phải tôi. Bác sĩ Tần, chúng ta đừng ấu trĩ thế nữa. Cậu và tôi đều biết mấy trò vặt của cậu. Lừa thiếu nữ thì còn được, nhưng với cô gái như tôi thì vô ích thôi. Cậu và tôi đều là người chúng ta thành. Đều biết sự dịu dàng của cậu là thứ rẻ mạt, không đáng một xu. Nói xong chưa? Cậu biết bây giờ điểm khác biệt lớn nhất là giữa cậu không? Và tôi, công việc của cậu suy vẫn sẽ cùng bị người ta chỉ tay năm ngón, nhưng tôi thì khác hẳn. Chỉ có tôi nói với người khác phải làm việc gì, chứ chưa ai có thể nói với tôi phải làm gì. Được, vậy bây giờ bắt kiểm đầu tra mục tiếp theo. Há miệng. Há miệng. Lè lưỡi ra. To chút. Amidan sưng cả rồi. Sau này nói ít thôi. Em đã nghĩ xong dễ dự phẩm nào? Tạm thời vẫn chưa. Có muốn nghe kiến nghị của anh không? Anh nói đi. Dùng nhà kính. Trước đó anh không rõ về giải thưởng này lắm. Sau đó anh lên mạng hiểu qua, mới phát hiện giải thưởng này thực sự rất lớn. Sau đó anh lại nghiên cứu kỹ về chủ đề và phong cách của nó. Anh thấy nhà kính là hợp nhất. Nhưng mà hơn nữa nó là một giải thưởng lớn. Xét về nghệ thuật cùng thuần túy, nhà kính đó không chỉ là tác phẩm của em, mà còn là tâm nguyện của em. Chẳng phải lúc phỏng vấn cũng từng nói về câu chuyện giữa em và kính à? Vậy nên dù nói từ phương diện nào thì nhà kính cũng là hợp lý nhất. Chỉ là em thấy, nghe anh đi, phòng họp, tôi tuyên bố, tôi quyết định dùng nhà kính để làm tác phẩm dự thi giải ASEAN. Vậy tiếp theo đây mọi bắt người đầu có chuẩn thể bị tài liệu rồi. Chúng ta phải mang tâm thái tuyệt để vời đi nhất. Yên tâm đi đàn chị. Đúng thế. Cố lên, cố lên. Quyết cố lên, cố lên.
Sếp Dương. Theo khảo sát và quy hoạch, trong vòng một tháng, kỹ sư và nhóm đo vẽ bản đồ thì ưu thế khai thác phát triển của cả vùng biển này. Theo đánh giá tổng hợp thì đã đánh dấu ra từ màu đỏ tới xanh lá, đó là đánh giá cao nhất. Vậy nên cả vùng này đều được đánh giá rất cao à? Đúng thế, vùng vịnh là bức bình phong thiên nhiên, diện tích bờ biển lớn, rất hợp để chúng ta khai thác dự án công viên hướng biển. Nếu đã thích hợp như vậy thì đặt dự án khuôn viên hướng biển ở đây đi, thì e là căn nhà kính của kỹ sư Tô sẽ phải dỡ bỏ. Nếu cậu chỉ đơn giản coi Tô Danh thay thế trong tình cảm thì nhanh chóng rời xa cô ấy đi. Dù gì cậu cũng chỉ là người qua đường trong cuộc sống của cô ấy. Bây giờ người qua đường là anh, không phải tôi. Căn nhà kính này là Tần Vân Sinh làm cho bạn gái cũ, chắc là rất quan trọng. Con người mà, việc khó nhất là phải lựa chọn. Tôi muốn xem cậu ta sẽ chọn thế nào giữa hiện tại và quá khứ. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Tôi muốn xem tình yêu của cậu sâu đậm cỡ nào. Anh đẹp trai ơi, sao em lại tới? Không muốn em tới à? Muốn chứ. Muốn mang nhà kính đi dự thi mà. Cần chủ nhà ký một vài tài liệu. Chút chuyện nhỏ này mà đích thân tới thì em muốn gặp anh mà. Được, mau ký đi. Chỗ này. Bên A, Tần Vân Sinh. Bên B, người có tay đẹp, thiết kế nội thất su, viết chữ cũng đẹp luôn. Em còn 30 phút, vậy anh nghỉ chút, rót ly nước cho em nhé. Em muốn dọn nhà kính cùng anh. Này, người yêu hỡi, chớ nhìn trộm phút giây hiện tại. Cất tiếng hát xa la la, có gương mặt ửng hồng ráng chiều của em. Ô hát người yêu ngọt ngào của tôi, hỡi người yêu ngọt ngào, là em khiến cho gió biển trở nên ấm áp, đung đưa chú bồ câu trắng say trong rừng dừa. Em là người tôi yêu nhất, người tôi yêu nhất. Được rồi, dọn dẹp xong cả rồi, nhìn thoải mái thật đấy. Còn 3 phút. Vậy thì 3 phút thì làm được gì đây? Bầu trời đầy sao phản chiếu trong màu mắt của em. Cứ dùng nó. Thế này đi. Muốn cất tiếng hát xa la la, có em, có tôi cùng đến mãi mãi về sau. Tôi đã hẹn xong với bác sĩ Tần rồi. Ngày kia chúng ta sẽ tới nhà kính để chụp ảnh và quay video cho cuộc thi. Video này cũng khá quan trọng, sẽ tạo thêm ấn tượng với ban giám khảo. Vậy nên về mặt ghi hình, tôi đã đặc biệt Huệ Huyến tới giúp. Có chị Huệ Huyến ra tay, chắc chắn là ổn rồi. Thế Tiểu Diệp, gửi tài liệu đã chuẩn bị trước cho tôi. Chị Tô, ở đây cả rồi. In hết ra rồi à? Xem nào. Đang bận à? Đây,
chị Tiểu Diệp, có vẻ lời giới thiệu còn một câu sao không trả lời mình. Chặn mình rồi à? Tiểu Tần này. Chú Lý, thằng nhóc này được quá, mấy ngày đã dọn dẹp nhà đẹp thế này rồi cơ à. Cũng ổn à, tốt thật. Chú ngồi cháu rót ly nước cho sắp xong rồi, cậu đừng làm tôi nữa. Tôi tìm cậu có việc. Khoảng thời gian tới, khu vực của chúng ta phải quy hoạch thành khuôn viên hướng biển. Bên phía khai thác phát triển vào đây tôi rồi. Phải gặp từng chủ nhà để ký thỏa thuận di dời nhà. Di dời, cậu mau xem đi. Tiền không có vấn đề gì nhé. Thỏa thuận di dời nhà nhiều tiền. Công ty này, phương án này của cậu ấy là hợp lý nhất trong ngành đấy. Chú Lý, cháu không di dời. Cậu yên tâm, người ta là tập đoàn, công ty lớn. Tiền bồi thường di dời của cậu đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng. Không phải vấn đề bồi thường. Không phải, vậy thì cậu còn yêu cầu gì? Cậu nói với tôi đi. Phản ánh giúp cậu. Yêu cầu của cháu là cháu không di dời. Tiểu Tần này, con người rất nhiều lúc làm xong cuối cùng lại hối hận. Biết vì sao không? Cậu quyết định sớm quá. Cháu đã nói rồi. Không, chú Lý, cậu thế này nào? Đi thế này đi, chú cho cậu thêm chút thời gian. Cậu nữa suy nghĩ thêm đi. Đừng vội quyết định. Suy nghĩ thêm đi. Cậu đừng vội quyết định. Tôi đi trước đây. Cậu suy nghĩ thêm đi nhé. Đẹp thật. Quán bia bia đi. Tôi đã nghe ngóng cho cậu về chuyện khai thác phát triển khuôn viên là thế nào rồi. Dự án này có từ trước rồi. Chỉ là trước đó họ suy nghĩ một tới một biển khác, gần đây bỗng dưng lại muốn đổi thành bên này. Có cả chuyện này à anh? Ngoài ra còn một tin rất quan trọng, tôi thấy bắt buộc phải nói với cậu. Bên khai thác phát triển khuôn viên hướng biển là công ty xây dựng Thiên Địa. Công ty xây dựng Thiên Địa sao? Đó là công ty của Dương Chính Văn mà. Lại là anh ta. Anh ta có làm khó cậu không? Anh ta muốn phá nhà kính. Thế thì đúng rồi. Rõ ràng là cố ý mà. Nói là muốn di dời toàn bộ. Nên là bây giờ. Bây giờ cũng khó nói. Di dời toàn bộ à? Nói đưa bao nhiêu tiền chưa? Đây là vấn đề tiền nong à? Cũng đúng. Đây là tác phẩm của Tô Doanh. Cô ấy cần để tham gia một cuộc thi rất quan trọng. Vậy nên bây giờ dù cũng có không thế được nào di dời nhà kính. Chuyện này Tô Doanh có biết không? Vẫn chưa biết. Cô ấy đã quá bận chuyện dự thi rồi. Tôi không muốn cô ấy phân tâm. Hơn nữa chuyện này tự tôi giải quyết được. Đàn ông phết đấy. Nói chung là Vân Sinh này, dù có xảy ra chuyện gì thì các anh em đều ở đây. Tôi cũng thế. Sếp Dương, các chủ nhà khác đều rất thuận lợi, chỉ có Tần Vân Sinh là luôn từ chối. Tôi đoán được rồi. Không sao, cứ để thế đi. Địch không động đậy, ta không động đậy. Sếp Dương, bên ngoài có một anh tên là Tần Vân Sinh tìm anh. Địch động đậy rồi. Mời vào đây. Vâng thưa sếp Dương, mời anh. Bác sĩ Tần, chuyện gì mà phiền cậu đích thân nào tới đây thế? Ngồi xuống nói không chuyện. Không cần giả vờ khách sáo. Dự án di dời nhà kính là các anh phụ trách đúng không? Đúng thế. Có vấn đề gì không? Tôi sẽ không dỡ bỏ nhà kính đâu. Xin lỗi nhé. Bình thường lúc chúng tôi làm công tác di dời, các chủ nhà muốn đòi thêm tiền, câu đầu tiên nói đều là như thế. Anh tưởng tôi tới để ra điều kiện với anh à? Không, ý tôi là ra điều kiện là quyền lợi của cậu. Nên ra điều kiện. Nên không sao cả. Ra giá đi. Muốn dùng tiền để giải quyết thật đấy à? Bác sĩ Tần, tôi biết kiểu người như cậu không muốn thể hiện ra là người quá trọng vật chất. Nhưng rất đáng tiếc, thế giới được hình thành bởi vật chất.
thứ gì cũng có. Hơn nữa cũng nên có giá trị của nó. Cái gọi là vô giá, hầu hết chỉ là do không có điều kiện để thực hiện mà thôi. Nên cũng không cần phải ngại, ra giá đi. Sẽ không bao giờ vỡ nhà kính đâu. Bác sĩ Tần, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một cách thiện chí. Dự án khuôn viên Hư Thủy này đến đưa vào sử dụng ít nhất là cần 2 năm. Trong thời gian đó, mọi thứ xung quanh đều sẽ biến thành công nước trường. Ô nhiễm, không khí ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm cậu ánh sáng. Chắc chắn cậu chịu được chứ? Những gì muốn nói, tôi đều đã nói xong rồi. Sếp Dương, nói nhiều với anh ta làm gì? Đất xây nhà kính cũng không phải là của anh ta, chỉ thuê quyền sử dụng thôi. Cho vui ấy mà. Không sao, mặc kệ cậu ta. Tìm bên cho thuê nói chuyện đi. Được à? Cậu nói xem, mình sẽ quay video này cho cậu. Giống như kiểu phim Kẻ đánh cắp giấc mơ không? Góc quay rực rỡ nổi bật, tới lúc đó nhất định sẽ sáng bừng hai mắt luôn. Kẻ đánh cắp giấc mơ, hoặc là sẽ tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng, giống như phong cách phim Ma Trận Tấy. Hay là kiểu hiệu ứng cánh bướm nhé, mang sắc màu hồi hộp. Huyến à, mình cảm thấy nó hơi lý tính quá, là kiểu khô khan quá, lạnh lẽo quá. Không có cảm xúc, lý tính quá. Bởi vì khí chất của nhà kính có hơi hướng duy mỹ, nghệ thuật, mang hơi thở cuộc sống. Phải lấy con người làm gốc, nhưng mà phải xuất phát từ cảm xúc. Kiểu như, cậu mà ở trong thì sẽ cảm giác như đang nằm nó lại chân thực. Cậu hiểu chứ, kiểu nói thế nào nhỉ, yêu. Cảm giác của tình yêu, giống như kiểu cậu nhìn thấy nhà kính sẽ có cảm giác giống như tình yêu. Cảm giác giống như tình yêu. Có nghe câu này bao giờ chưa? Tình yêu chính là khởi nguồn tốt nhất của mọi cảm hứng. Mẹ ơi, yêu là cảm giác gì nhỉ? Tại cậu lâu không quá yêu ai đó. Không nói chuyện với bác cậu sĩ nữa. Tần tới đón mình đi ăn cơm nhớ đây. Đó, yêu, cảm giác của tình yêu. Cậu đi luôn ấy hả? Thả lỏng nhé. Cảm giác của tình yêu. Sao thế chị Huệ Huy? Tâm trạng không tốt à? Thì đang nghĩ về phương án của nhà kính đó. Tôi tin vào thực lực của chị. Chắc chắn làm được mà. À đúng rồi, gần đây chị ít dùng điện thoại à? Đúng. Sao, cậu tìm tôi à? Không, chỉ quan tâm chút thôi ấy mà. Đừng nghĩ nữa, lát nữa tôi dẫn chị ăn đồ ăn ngon. Tôi không đi đâu. Tôi phải quay về nghiền ngẫm lối quay dựng đây. Cảm giác của tình yêu. Đi đây. Cảm giác của tình yêu. Thời gian này vì chuyện tham gia giải mà mọi người bận tối mắt tối mũi, đến Huệ Huyến cũng phải tới giúp. Cảm thấy rất hạnh phúc đúng không? Còn cả bác sĩ Tần tới đón em tan làm nữa. Anh thì sao, hôm nay thế nào? Tốt lắm. À đúng rồi, ngày kia sẽ phải tới nhà kính chụp ảnh. Phía anh không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, tất nhiên là ổn rồi. Video của mình thực sự lý tính quá à? Không duy mỹ, không nghệ thuật sao?
Số lượt like video mới lại của phá chị kỷ lục rồi. Chúc mừng nhé. Hôm nay có thấy một tài liệu rất là hay gửi cho chị tham khảo. Có đang bận không? Xin lỗi. Dạo này tôi bận làm một dự án, đang đau đầu vì tìm cảm hứng đây. Nỗ lực mới chiến thắng, xin lỗi. Dạo này tôi bận làm một dự án, đang đau đầu vì tìm cuối cảm hứng đây. Cũng trả lời mình. Không sao. Vất vả rồi. Cậu thấy phong cách video có lý tính quá không? Ra, có chút. Nhưng đây không phải là khuyết điểm. Tôi cảm thấy làm theo phong cách mà chị thích quan trọng nhất. Cảm ơn đã động viên tôi. Nỗ lực mới chiến thắng. Cảm ơn đã động viên tôi. Hãy tin tôi, chị nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Lúc đó đừng có quên fan cứng như tôi nhé. Được, vậy tôi làm việc đây. Được. Nhưng mà kích thước đêm lại nhé. Có một tác giả từng nói, có ba bí quyết để duy trì hạnh phúc. Đó chính là đồ ăn, giấc ngủ. Mình có rồi, và cả tình yêu. Ngủ cũng khá đủ giấc. Thế giờ chỉ còn tình yêu ngọt ngào thôi. Tôi cũng như chị. Mong rằng chúng ta đều có thể tìm được tình yêu ngọt ngào. Cùng nhau cố gắng nhé. Vậy cùng nhau cố gắng nhé. Cố lên. Cùng nhau cố gắng. Ý gì nhỉ? Cái gì? Xem mắt. Hôm qua cậu nói với mình còn cậu bảo tình yêu là khởi nguồn của cảm hứng. Cậu nói sau hôm qua về mình cũng suy nghĩ. Cảm thấy đúng là nên bắt đầu thử yêu đương rồi. Vậy tại sao lại phải xem mắt? Mình lên mạng xem thử rồi. Bởi vì xem là mắt cách nhanh nhất. Thế giờ cậu tới bước nào rồi? Mình có tìm trên mạng lấy vài người. Nếu cậu mà có thì giới thiệu cho mình nhé. Cậu nhìn này, mình có làm một cái bảng viết lại toàn bộ yêu cầu của mình lên đây rồi. Đỗ Huệ Huyến, đây không phải phỏng vấn để làm chương trình đâu. Yêu đương là phải dựa vào cảm xúc chứ không phải hiệu suất. Chắc chắn phải xem hiệu suất rồi. Nếu đã quyết định yêu rồi thì phải suy xét về đường dài. Từ chối tình yêu không có kết quả, thế mới cần xem mắt chứ. Xem mắt. Chị Huệ Huyến, chị định đi xem mắt à? Tại sao chị lại muốn đi xem mắt? Chị có yêu cầu với đối phương không? Chiều cao 180cm, nội tâm lương thiện, công việc ổn định, điểm này thì được. Tốt nhất là có sở thích chung. Ví dụ như thích sưu tầm mô hình, yêu thích thiết kế đồ gia dụng, thích xem bóng đá, tốt nhất là fan cứng của Quỷ Đỏ. Mấy cái này đều được mà, cái này rất quan trọng. Tiêu chuẩn tìm bạn đời 4, nói không với tình yêu chị em. Tại sao? Bởi vì mấy em trai không được đâu. Tại sao? Mình cảm thấy mấy đã yêu cầu này lắm mình. Rồi, nếu không thì nguyên sao? Cả tối mình qua chỉ chọn được có mấy món này từ mấy trong biển người chứ. Chiều nay tôi còn có buổi kiểm tra sơ bộ này. Chiều nay là đi gặp rồi hả? Tôi chọn xong địa điểm là hết rồi. Ở ngay quán cà phê này, có thể gặp hết trong một lần luôn. Cậu đi xem mắt mà còn căng giờ hả? Cậu cứ coi như bệnh nghề nghiệp của mình đi. Chị Huệ Huyến, chị mấy nghĩ người xem chị nhé. Đi xem mắt còn chẳng biết người ta thế nào. Đợi đến chiều tôi đi cùng chị, tiện thể còn bảo vệ chị luôn, làm bảo kê cho chị, ổn không? Đúng vậy, có Minh Thạch bên cạnh tốt hơn. Cậu ấy có thể dùng con mắt để của đánh giá đàn ông khác giúp cậu, đúng không nào? Đúng, chính nó. Không cần đâu.
ngày nào mình cũng tiếp với nhiều khách mời như vậy, nào mình chẳng tiếp được. Được rồi, mình đi trước nhé, mai quay video thì gặp. Đưa cái này cho mình. Cảm ơn nhé. Chị Tô à, tôi đừng nói gì cả. Đi đi. Cảm ơn chị. Đạo diễn Huệ, nghe nói gần đây cô từ chức rồi. Làm được tới chức tổng đạo dễ dàng gì, đột ngột nghỉ việc cũng tùy hứng quá. Tôi có bất đồng ý kiến với nhà sản xuất ấy mà. Thiên Sline, tôi thấy ấn đường cô chuyện lông mày nhíu chặt. Làm việc gì cũng dễ bị kích động. Chuyện gì cũng cần nghĩ tới vấn đề của bạn. Tại sao nhà sản xuất lại chỉ bất hòa với mỗi cô? Thời nào rồi mà còn cầm theo cả quạt. Vậy nên ý anh là vấn đề từ phía tôi hả? Chính xác. Thay đổi tính chẳng có gì to tát cả. Cô cũng biết đấy, xã hội này không có công việc thì làm gì cũng khó. Nhưng may là hôm nay cô gặp được tôi, để tôi bói cho cô một quẻ, xem vận may hôm nay thế nào nhé. Xem bói. Quẻ nói rằng hôm nay cô sẽ gặp được người tốt. Đây là danh thiếp của tôi. Lần sau cô tìm tôi để xem tử vi, tôi giảm cho cô 20%. Nghỉ việc tốt mà, sau này có thể ở nhà chăm con. Thực ra tôi... Đợi chút, nghe tôi nói xong đã. Phụ nữ ấy mà không nên ra ngoài làm việc, ở nhà chăm chồng chăm con tốt hơn bao nhiêu. Thực ra tôi... Dừng, tôi nghe điện thoại đã. Thiên Sline, vênh váo cái gì? Được, tôi biết rồi. Xin lỗi nhé, giờ tôi có hơi bận. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi khá có hứng thú với cô. Liên lạc với tôi nhé. Người này cũng không phù hợp. Vậy nên cô tiếp tục tìm việc đúng không? Đúng vậy, thế thì tôi yên tâm rồi. Cả hai người đều không có việc làm thì sống sao đây? Anh không đi làm à? Công việc của tôi chính là tập thể hình, luyện tập và... Thích không? Tôi khá thích kiểu con gái thích tập luyện. Người này cũng không được, không phải đối thủ. Xin chào, xin hỏi là cô Huệ Huyến đúng không ạ? À? Nào, đưa danh thiếp đây. Rất vui được gặp cô. Anh ngồi đi ạ. À? Ừ được. Anh khách sáo quá, còn mang theo cả hoa nữa. Không hề, lúc nãy trên đường đến tôi thấy đường có một cụ đang dẫn theo một đứa đi bán hoa. Bỗng dưng, lòng thương cảm trỗi dậy, nên tiện mua luôn một bó để tặng cô. Anh chu đáo thật đấy. Cô thích chứ? Rất thích ạ. À. Cô Huệ Huyến, đọc thông tin của cô thì thấy cô rất thích đá bóng. Tôi không thích đá bóng. Tôi thích xem đá bóng. Tôi cũng thích xem bóng đá. Thật à? Cô thích đội nào? Manchester United. Tôi cũng Manchester United. Trùng hợp ghê cơ. Đúng vậy, có duyên ghê. Messi đá quá là giỏi luôn. Đặc biệt là kỹ thuật rê bóng của anh ấy. Messi là ở Paris. Anh ơi, xin mời ngồi cẩn thận. Anh à. Ngồi như này nguy hiểm lắm đấy ạ. À. Không. Tuần sau có một trận bóng, mình cùng đi xem đi. Được à? Tiểu Diệp, cô biết Minh Thạch đi đâu không? Gửi tin nhắn mà không thấy trả lời. Tôi còn mấy tài liệu. Đợi anh Minh Thạch ký tên nữa. Chắc là anh ấy qua bên ban tổ chức làm việc rồi. Tôi cũng không biết nữa. Chào mọi người, bác sĩ Tần tới rồi. Bao ăn Tần. Bác sĩ Tần lại mang ăn ngon tới rồi này. Cảm ơn bác lần sĩ nào Tần, bác cũng sĩ có đồ ăn ngon. Cái này cho em, sô-cô-la nóng. Không sợ em mập à? Bác sĩ Tần chu đáo ghê. Biết đàn chị không uống được cà phê, đặc biệt mua sô-cô-la nóng. Đúng vậy, chị Tô, bọn tôi cũng muốn uống sô-cô-la để nóng. Bữa sau mua cho mọi người nha. Cảm ơn anh rể.
Không có gì, ai cũng có anh phần. Anh rể. Hai ly này của Minh Thạch và Huệ Huyến. Huệ Huyến không có ở đây, cô ấy không đến giúp hả? Đi xem mắt rồi. Thật hả? Đi thôi, để em lấy túi sách đã. Họ không có ở đây, mọi người cảm ơn đi. Bác sĩ cảm Tần ơn. Ngọt quá. Bác sĩ Tần, cảm ơn anh rể. Đối tượng ngày hôm nay rất hoàn hảo, giàu và chưa có kinh nghiệm yêu đương. Mấy người cứ xem tôi dùng cách gì. Tán đổ cô ta trong 3 ngày đi. Nữ. Nam. Ngại quá, để cô chờ hơi lâu. Sao? Chúng ta vừa nói chuyện tới đâu rồi? Bóng đá. À đúng. Có một câu tôi đặc biệt thích. Plato từng nói, loài người nguyên thủy nhất có bốn tay, bốn chân, nhưng sau khi sinh ra thì chia thành hai nữa, mới trở thành dáng hai tay chúng ta hiện giờ. Vậy nên chúng ta vất vả cả đời cũng không bằng đi tìm nửa kia của mình. Thì ra là vậy. Cô Huệ Huyến, cô có thể đưa tay cho tôi được không? Tôi muốn xem chỉ tay của cô có phải là nửa kia mà tôi cần tìm không? Được à, đây. Bỏ tay anh ra cho tôi, đừng chạm vào cô ấy, dơ bẩn. Sao cậu lại tới đây? Tôi đến bảo vệ chị, sợ chị gặp phải người xấu. Quả đẻo, hắn ta ở đây là như vậy. Có người xấu nào? Anh bạn này, cậu ăn nói kiểu gì đấy? Tôi ăn nói kiểu gì à? Anh nghe anh ăn nói kiểu gì đi. Mấy người cứ xem tôi dùng cách gì. Tán đổ cô ta trong 3 ngày đi. Cái cậu này. Tôi cái gì mà tôi? Tôi. Cô Huệ Huyến, cô hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Tôi thấy anh rảnh quá, hóa đồ thì có. Bọn mình đi đi. Đợi Huệ Huyến, chưa lấy túi. Chuyện gì thế này? Vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Chị ổn chứ? Tôi ổn. Nếu không nhờ cậu, tôi bị lừa cũng không biết gì mất. Cậu nói xem, chẳng sao trò xem mắt này. Vậy tôi xem sơ yếu thấy đều phù hợp cả. Kết quả nói chuyện là chẳng được người nào. Thực ra yêu đương có nhiều kiểu lắm. Đôi khi yêu qua mạng cũng không hẳn là không đáng tin. Yêu qua mạng thì không cùng cà phê hoài thật. Lượng cà phê tôi buổi chiều hôm nay sắp bằng nửa tháng của tôi cộng lại cũng rồi. Đúng, chị xem mấy mối này. Quên mất, chị xem mấy người gặp ngoài đời này không đáng tin tới mức nào. Quen trên mạng thì còn có thể rồi nói tìm chuyện. Hiểu dần. Thôi kệ đi, quá xui xẻo này nữa. Tôi cứ giúp chị cậu làm cho xong mọi việc đã rồi tính sau. Đi nào. Sao rồi? Xem mắt xong rồi hả? Đừng nói nữa. Toàn mấy thứ gì ấy? Sao vậy? Không vừa ý ai hết à? Vốn dĩ muốn tìm người yêu, kết quả là còn không gặp nổi. Tử tế. Cũng may Minh Thạch xuất hiện kịp thời, chứ không là mình còn đã bị người ta bán tiền nữa. Minh Thạch. Vậy cậu phải cảm ơn người tàn hoàng nhé. Nếu không thì lấy thân báo đáp cũng được. Nói năng tử tế đi. Theo mình thấy, gần đây mình đang bị sao thủy mới gấp lợi ngay từ đầu. Hay là để mình giới thiệu cho cậu một người đó. Nhưng đợi làm cho xong vụ này rồi thì đó sao chắc thủy cũng nghịch xong hành rồi. Được. Thằng nhóc Minh Thạch này được phết. Minh Thạch kiên định, thận trọng, khá đáng tin cậy. Nếu hai người họ quen nhau cũng hợp đó. Đúng nhỉ? Khoan, sao anh người biết? Em muốn giới thiệu là Minh Thạch. Em có nói với anh Minh Thạch thích Đỗ Huệ Huyến không? Không. Thế thì làm sao anh biết? Đã thích ai đó thì sao mà giấu được? Dù có che miệng cũng sẽ hiện lên trong ánh mắt. Nói như vậy thì bây giờ chỉ có một mình Đỗ Huệ Huyến không biết gì thôi. Đồ ngốc này. Xin chào, chào mừng quý khách. Chào, cô có thể thoải mái xem bên này. Được rồi, cảm ơn nhé. Cái này là cái gì?
Đây là hoa nhiễm biển. Ý nghĩa của nó là kiên cường, dễ thương. Xem bên đây đi. Hướng dương tượng trưng cho dũng cảm theo đuổi hạnh phúc mình mong muốn. Tỏa sáng, giống em. Không sáng bằng nụ cười của em. Sao anh dẻo miệng thế, học theo em đó. Anh có muốn ít hoa hướng dương không? Cái này đẹp không? Đẹp. Chụp lén em hả? Cho em xem. Anh có chụp ảnh dìm em không? Cuộc gọi tới, chú Lý ban quản lý. Có cuộc gọi tới. Anh ra nghe chút. Alo, chú Lý, Tiểu Tần à. Quyền sử dụng, chỗ căn nhà của cậu là thuê, bên cho thuê đó. Đã yêu cầu, lấy lại trước thời hạn, lấy lại trước thời hạn. Đúng. Tôi cũng vừa nhận được thông báo. Với cả thái độ của bên cho thuê này rất cứng rắn. Buộc cậu lập tức chuyển đi. Như thế này, cháu đang bệnh, chú Lý, cháu gặp chú sau. Này, tôi vẫn chưa nói xong. Vậy lấy cho tôi Xúc Họa Mi, rồi cả Lan Tử La kia, rồi cả hoa nhiễm biển đằng kia nữa. Nhiều đây thôi, cảm ơn nhé. Cô quét mã thanh toán ở đây là được. Chuyện gì vậy? Hình như ban nãy gọi điện hết pin mất tiêu. Để em trả. Xong rồi. Vâng ạ, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau. Được, cảm ơn nhé. Tạm biệt. Đi thôi. Tháo dỡ. Chú Lý, có chuyện gì với nhà kính của cháu vậy? Tiểu Tần, cuối cùng cậu cũng đến. Qua đây ngồi đi, cậu đừng tức giận. Hạ hỏa đã, cậu cứ ngồi xuống đã. Tôi nói cho cậu nghe. Chú Lý nói cậu nghe nhé. Chuyện này ấy, không trách chú được. Cậu thấy cả khu chúng ta, chỉ có mỗi cậu không đồng ý phá dỡ. Vì thế mỗi ngày có rất nhiều chủ nhà tới đây gây sự. Họ sợ rằng dự án này sẽ thất bại, không thể nhận được tiền bồi thường. Vậy thì cũng không được tạc sơn chứ. Đúng, cậu xem có nhiều chủ nhà thế mà, khó tránh khỏi có một hoặc hai nhân phẩm kém. Kiểu người đó chuyện gì cũng có thể làm. Được rồi, bây giờ chúng ta đừng nói về vụ sơn nữa. Bây giờ còn có một chuyện cấp bách khác cơ. Người cho thuê tìm tôi, người ta muốn lấy lại sử dụng đất của cậu. Người ta không cho cậu thuê nữa. Hợp đồng của cháu vẫn chưa đến hạn mà. Đúng, họ cũng nói cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng thôi. Bây giờ toàn bộ chủ nhà trong khu vực này đều đồng ý và ký hết cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Tiểu Tần, nói thật, cậu mà cứ cố kéo dài thì công việc của chú Lý cũng khó khăn lắm. Cậu xem thế này có được không? Chú Lý xin cậu làm ơn giúp chú Lý một lần, được không? Cứ coi như là giúp chú Lý đi mà. Chú Lý, vậy cháu có thể nhờ chút việc được không? Cậu nói đi. Xin chú giúp cháu bảo vệ nhà kính thêm một tháng nữa. Một tháng sau cháu chắc chắn sẽ chuyển đi. Được, quyết định thế đi. Tôi sẽ truyền đạt ý cho ban lãnh đạo. Nhưng cấp trên đồng ý chuyện này hay không thì cũng rất khó nói. Đúng không? Vẫn là mong Tiểu Tần quay về suy nghĩ thêm, được không? Sếp Dương, Tần Vân Sinh nói, anh ta cần suy nghĩ thêm một cái khi nào.
động lòng với điều mà anh đưa ra không? Động lòng cái gì? Cậu ta chỉ muốn trì hoãn thôi. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Vâng ạ. Đi tới nhà kính, tháo dỡ. Bác sĩ Tần bận quá nhỉ? Anh tới đây để giúp hay là tới kiểm tra thành quả phá hoại? Đừng nói thế. Tốt xấu gì đây cũng là Tô Doanh. Nếu anh tưởng cái này với tôi thì nhầm to rồi. Anh muốn nói gì? Thực ra tôi có hai ngày tới đây một chuyến. Rồi khi nhìn căn nhà này, dường như tôi có hơi hiểu được sự cố chấp trong lòng cậu. Trong thâm tâm sẽ luôn có một người quên mà không quên được. Hãy